Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng ngày hôm nay ngày 29 tháng 9, thời tiết khu vực Đồng bằng, Trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều cùng ngày, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Ngoài ra cũng trong sáng nay, dự báo thời tiết các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 29 đến 31 độ, phía Nam từ 31 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau đó có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.